Ôi trời. Ôi trời. Ôi trời. Con chú gắn. Ông ăn nhau. Gắn con, gắn con, gắn tính thì chết. Yeah. Rồi. Gãy răng luôn, rung rinh luôn. Thôi nhé, từ đây mình vĩnh biệt nhau thôi. Đại đại tâm tôi một nỗi buồn. Gắn môi hai đứa đi hai ngã, biết đến bao giờ gặp lại nhau. Rung rinh luôn. Em Sơn xin chào cả nhà. Hôm nay thì em nói tiếp lại cái tập tiếp theo là đi ở vùng núi của huyện Chi Tôn. Thì cái tập phim trước là làm được có 3 con à. Tới buổi trưa giờ nắng nóng rồi. Giờ anh Hùng với chỉ giờ vô lại cái bóng mát à. Chỗ này có cái đường mát nổi. Ngồi ăn cơm, cơm xong rồi tiếp tục sẽ đi đào nữa. Thì ăn cơm xong rồi bắt đầu đi ngủ, ngủ đi về. Hello cái okay, chào cái. Chào cả nhà. Chào. Đi sáng giờ đói rồi giờ ăn cơm. À, giờ dọn ra. Thì ăn xong rồi một hồi sẽ mình chuyến mấy cái khu này nữa nè. Rồi cái tập đầu là đi ở cái khu bên kia, khu ở bên núi anh Bển á. Cứng quá chịu hết nổi rồi. Qua cái khu mềm. Qua khu bên này. Ai mềm không? Ai biết. Chưa chắc ra. Ở đây có mấy cái cục gò nè. Lát mấy anh em mình ra mấy cục gò này chuyến vòng vòng đây nè. Thì hy vọng cái buổi chiều thì nó sẽ cái gì đó thơm thơm chút xíu. Giờ thì mời cả nhà cơm. Hôm nay không có cái gì mà đầu gắn cái ghét mới nhất dán tùm lum. Hôm nay không có dùng món cao lương mới vậy gì hết. Ôi, cây nhà lá vườn. Cây nhà lá vườn giờ chỉ có chén muối thôi. Đây chén muối nè. Đây thì cá ruột thì chiên. À, chan nước lạnh vô quất. Đạm bạc đơn sơ thôi. Đi ruộng mà. Nhiều khi nhầm bữa thì quy hoàng, nhầm bữa thì điêu tàn nè. Nhầm bữa cũng ăn muối cục bình thường. Bữa nay nó hơi điêu tàn chút xíu. Nắng chanh cho em. Cá chiên. Có chanh cho em. Ngày nào chúng mánh ngày đó quy hoàng. Ngày nào sắc mánh ngày đó tiêu tàn. Bữa nay mình tiêu tàn. Đây chanh nè, nước nè nó. Không có lúc nào mà nói mà mất cái chén là muối thần thánh này chứ. Danh hiệu rồi. Này thuộc dạng danh hiệu. Đây đây. Hai trái đúng rồi, nước càng nhiều càng ngon. Muối này là muối An Giang nè, chất lượng cao. Ăn hột bổ hột cho anh, bổ hai cái hột của anh đi. Hột này bổ gì đi hết nổi còn bổ gì nữa. Nó thòng luôn. Rồi mời cả nhà cái anh ơi. Nè em làm gì nè mới ngon nè. Đây mời cả nhà. Ê coi chừng gớt, coi chừng gớt. Đây anh làm này à. Ủa. Cả nhà. Rồi mời cả nhà. Ăn cá rô phi chiên. Cá rô phi chiên. Quá ngon. Anh vợ chiên ngon thật. Ăn đây gắng cố gắng ăn cho nhiều nhiều vô đừng lát ra ngoài là chiến mấy cái đất cát nha. Đất cát bà con ơi. Thầy ở phía bên kia đó, bên đó đó là núi dài rồi cái chỗ đó là cái chỗ người ta khai thác đá lấy hết một khúc núi rồi cái đó là cái này thì lúa còn chân kêu cái núi đó núi gì biết không, núi đá quán không con là mùa nước lấy con mùa khô đi bắt giăng dự trữ lại chứ hồi hết rồi mới vừa cầm xong gặp cái mấy chèo lên mấy anh cây thuốc gốc bẹ chặt xuống luôn. Chèo ba ngạnh nè, này bốn ngạnh nè. Cái này này bây giờ xử lý nó, lấy cái dao ra mình xử lý mình ăn luôn cái bữa nay ăn cho đã đi rồi mình hãy đi đào sau tà lanh nữa. Thánh tà lanh tiếng đâu vừa căng nè ghê không vô rồi ngon không vô rồi vô. Má gần nhau.
gần công nhận vô gần anh cứng thiệt chứ. Thua rồi. Gần này làm thua rồi. Yeah. Rồi. Gãy gần luôn, rung rinh luôn. Thôi nhé, từ đây mình vĩnh biệt nhau thôi. Đại đại tâm tôi một nỗi buồn. Gần môi hai đứa đi hai ngã, biết đến bao giờ gặp lại nhau. Ông Vinh luôn. Có hàng nhóc trên nè. Giờ đi vô đó đó. Mình đi theo anh Hùng đi vô trong mấy cái gò này. Vô đây mát quá ha. Ăn cơm với ăn ba thốt lốt rồi cái không muốn đi luôn ta. Nước chảy gốc gách. Quá trời cái hàng bóng rồi. Hàng dữ dằn luôn. Chúng nó bóng. Cực kỳ bóng luôn. Mà ra chỗ gốc cây này không có làm được. Anh Hùng thì ở đằng kia. Thằng Nắng có hang nữa hả vậy? Phát nước lên cho nó mềm, đừng dễ đào hả gì. Đắt cái này nó mềm dữ lắm mềm. Trời ơi. Hàng này bóng dữ không? Trời ơi. Ngay góc thuốc lốt nữa kìa. Có hơi nước cái mềm liền ha. Thằng hết sức bóng. Ở đây quá cứng. Khó đào. Cái đó hả? Là tiếp. Lớn nhất này. Một lại mới thấy. Từ cha xanh mày đã tới giờ mới gặp cái cảnh này. Đầu gắn phải tưới nước. Nó có nước vô là nó gã bạn ra. Đây bụng bình dưới nè. Bụng bình dưới hả? Đầu hết sức bụng bình rồi. Bụng bình này giấu cũng dữ lắm thôi. Giấu này chắc không hành quá. Ôi, trời giấu rồi. Thấy rồi. Bóng ghê không? Trời ơi, cũng lộn. Hầu vô bông binh kìa, càng ngày lên càng bông binh. Hết bể cái bông binh rồi. Ăn cơm với ăn ba cái thuốc nốt cho no sai rồi, giờ có sức tiếp tục đào đá cứng. Mà cái cánh đồng ở phía bên này nó đỡ hơn cánh đồng ở phía bên kia á. Cánh đồng mà tập đầu mình đi á, đồng khô có trái, đất nó cứng. Không có nước. Còn không có, ở đây có nước, phát nước lên nó mềm mềm đỡ. Đỡ một chút. Đỡ một chút. Hàng bóng. Hàng này dữ lắm, hàng này tương lai gắn hữu hạnh. Ghê. Hàng hết thể hàng lớn. Gắn này khó thì chắc cũng cứ gắn lớn chứ không nhỏ. Đỡ cái hàng. Trời ơi trời. Để có nước. Tắt nước chứ là nó bung à. Nói nào ngay đất này cũng đỡ. Rồi vô bùng binh nữa kìa. Ớt biết bùng binh rồi. Đó có hàng nữa đâu.
thấy láng láng đào chứ đây nó lấy dấu không khó, không lấy dấu được, đất cát không lấy dấu được, nhìn thấy trong là được. Ôi, ôi lấy thùng luôn. Không biết cái gì luôn. Thùng lùi luôn. Đang thùng lùi vậy trời. Hủ hành. Vô. Vô vô vô. Chúng hủ hành gì gan như chúng số độc đắc vậy. Ai ơi, thế này không có hủ hành đâu. À, có chỗ đó chị ngồi cũng đã quá ha. Góc thuốc lốt. Cái chỗ đó ngồi ẻ đã thầy. Trời. Ôi trời ơi. Quá trời con gắn rồi. Dữ lắm gắn một bự luôn. Con gắn này gắn ký á. Kìa cái đầu kìa. Gắn này gắn ký luôn á. Cái quát tay cứ. Gắn ký. Gắn này cả ký luôn á. Ai trời ơi. Con hạ mắt em. Gắn này cả ký luôn. Lên, chị lên. Vô. Cục vàng, cục vàng. Trời ơi, trời gắn này gắn tiền nội không? Gắn kiếm cây thọt cái còn không? Ui, nhìn nó mà ốc em nó nổi. Hết rồi. Cầm coi, hai vợ chồng cầm xây cái lượng thôi. Ui, trời. Xây lượng, ừ. Cưng quá, cưng quá. Cầm đi. Cái này hay ốm à. Hết biết con gắn. Ây da, ây da, ây da, ây da. Ui. Cho em xin xuống ký cái chị ơi. Nhìn quá đã rồi. Cái hàng cho bá lửa luôn mà. Ôi, đã. Bữa nay có lọc ăn rồi có luôn có lọc này luôn. À, trời ơi. Hổ hành chút nữa em còn cái bẻ cốp lại. Biết rồi. Ký mấy à, ký mốt, ký hai vậy? Ôi, một ký đúng. Ký à? Tèn, 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 tèn. Ký 500 gỡ. Ồ, nó chiếu hào quang ở trong cái bị kia. Dùng núi này đang đang mình cũng không dám chọc thôi. Thấy đang 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 nhìn thấy cũng phát ớn. Coi cho kỹ mới được. Đó là cái thứ ai vậy nè. Tấm kiểu đó đó ha. Ừ. Đầu nó hay lắm. Tàn 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 tàn. Cờ lên cho vui. Cờ nghe âm dân. Dù cho có lỗ cũng cờ cho vui. Quá. Tiếp tục thôi, coi vòng vòng cái gò này coi có nữa không. Dạ. Mới vô mà, đi lòn từ bên bển á. Xe để bên kia kìa, đi lòn vô đây, đi vòng bên đó là vòng qua. Lụm liền tại chỗ. Còn không? Còn dấu không? Còn. Sứ núi là không có đồ nhỏ mà. Vua đầu gắn nè. Có ghế vua đó. Chu đất kìa, đạp cho một đạp. Không có. Giết cho một đạp mà mình đẹp xuống. Gắn môi cho nó kỹ vô nha. Mới vô mở mạng gắn không lồ rồi. Cái này mà đi đào nó được con hổ hành gì ha. Hiếm cực kỳ là hên, đúng là hên luôn. Cái bụng bình cho bả lửa không? Kè thúc lốt. Trong cái thúc lốt hả? Ờ, mở cùng. Trời ơi. Ổn ghê hả? Ừ. Ây dạ. Rồi.
trời trời hết bét rồi. Bạn trong cái gốc cây này sao đào? Bư gì nói rồi bư. Ở ngoài còn đào được, con này sao đào? Gốc cây này, cái cây này kêu là cái cây trà gừng vậy đó. Gốc lớn. Ừ. Cái này chỉ có mùa mưa á, mưa đất nó mềm cái mình đào mình chang chang được. Giờ đất cứng rồi thêm gốc cây nữa. Tới thúc lốt luôn. Ở đây. Kìa có thị luôn kìa, cây thị kìa, có trái chín kìa. Đó. Trồng bơ, không có cái gì. Nó thơm hả chứ lạc nhách hả? À. Thì nó lạc. Nó có hạt như... Chỉ thử chơi thôi. Ừ. Cây này là cây thị nè. Ở xứ núi là cây thị nhiều lắm. Qua bên cò mới. Gọi phía sau lưng này. Phát hiện nhiều lắm mà đào được con hang à. Mấy hàng kia đào không được. Anh Hùng mới qua trước rồi. Qua bên này cái bò chuối này. Trời. Ngon không? Đi đầu gắn mày tưởng đi đầu chuột chứ. Lúa ở đây rồi. Mới có bà lớn chỗ hết. Dưới đầu gối là chỗ rồi. Bụng mình dữ lắm không? Dạ. Bỗng không? Sáng ngày bon bon. Phát nước lên nữa anh. Vô bọng nữa hả? Đây. Này có à. À gì à. Ở trong đó, bên trong nữa. Ừ. Quá trời cái hang này à. Quở nó quở cái đầu kìa. Cái gì? Nó bò qua cái bụng binh bên đây. Đào đi cho nó ra luôn đi. Để em né chỗ khác cho nó ra mới được. Ra luôn đi chị. Em cho đó em bắt em. Cho nó ra luôn đi, cho nó ra ngoài luôn đi. Cho nó chạy ra ngoài cái mình đỡ vụ mình. Ủa, đào. Đây nè. Bên kia không? Nè. Nằm phanh luôn hả? Nằm phanh luôn hả vậy? Có. Cái đuôi nằm bên đây nè. Trời ơi, thì thấy gọi nãy nó qua bên đây gặp nguyên con nó ra nó dựng đầu ra ngoài luôn rồi. Sao đâu mất tiêu rồi. Phát một chỗ này kìa. Hết ấy rồi, hết thấy rồi. Nó gặp em nó sợ nó rút lại á. Mày sợ gì nữa mày ơi. Rau này chứ. Chọc cho nó bò ra hả? Ừ. Làm bả nha. Okay. Hai chị em tả bên đây mà thằng chung nhất đó đây qua từ mấy này qua bên đó là cũng tầm khoảng có 7 tắc thì nó lên á né bà né chị né nói cho nó ra chị ra chưa ra rồi ra rồi chạy kìa chụp em xong phiền. Trời đất này cứng dữ lắm. Đừng có lôi. Đừng có lôi rồi. Coi chừng gai hay gì đó. Cầm nó quá vô cái tay mà nó không. Cái đó có gai không đó. Nè. Sợ gai đè đè xuống chừng nó vô tay vậy. Chỉ chục con đen đen này thôi.
không có tham, chục con gì đen vậy thôi coi. Làm giàu luôn. Rồi lấy cây anh thọt cây cái chỗ bên này chưa, coi còn con nào nữa không? Không biết nữa. Anh thọt cho anh em coi. Chứ để sợ nhiều khi có còn con nào nó ra nữa. Rồi. Con đó rồi. Đào không nó chưa? Giật mình, nó lòn bên kia, nó đào túi bên kia, nó dòng nó chạy quá. Hết rồi, còn một. Nó cứ cứng. Mớp đen kìa. Gò này cây thốt lốt rất là nhiều nè. Chỗ này anh chồng này đâu 2, 4, 5, 6 cây gì đó. Dài ra tới kia đây. Anh lội ra hơi thuốc ngoài rồi. Có hà thu ô nữa hả? Ờ, à, dây đó đó hả? Chém lỗ ngách hả? Cái này mình coi mình thấy bỏ thí đi. Mình đào động động cho nó bò ra, mình đỡ đào. Dột đá vậy? Trời ơi. Đã vậy mà mình dướng dột đá nữa. Mẻ dột đá tốt rồi. Hàng này bình thường ngoài mình nhìn vô bằng mắt thường mình mới thấy được nó bóng bóng thôi. Đúng rồi. Chứ không bao giờ lấy dấu được. Dấu này lấy đâu được, đất cát. Đất cát là không lấy dấu được. Không có lấy ra ngoài coi được. Ở thể bùng bên là bự bằng cái đầu luôn. Lăng. Con ve. Lấy con ve lên coi. Ve sầu. Con ve. Ở hang. Ở hang vậy nó chờ ngày mưa nó chui lên á. Thì nó ở hang. Để cho cả nhà xem con ve. Ve sầu, con ve này ngon lắm. Dùng núi là dùng con ve nè. Đây nè. Đã bắt được con ve ve rồi. Hai đường rồi hả? Đường trong với đường bên này hả? Ừ. Hàng gì dữ gì? Có gì cảm ơn đây. Trầm đúng hang chứ. Hàng nào cũng bóng lộng hết trơn. Ừ. Tàu gỗ sập luôn rồi. Sập vô mê công trận rồi. Hàng nào cũng bóng hết trơn mà. Phỏng phỏng rồi. Thế nào hồi cũng lên cục vàng lên đó, thấy không? Đồ này đồ xưa nè, đem về bán đồ cổ đi mài ra. Lát cái chừng có xương cốt nữa không ông ơi. À, rồi hũ vàng kìa, vàng dưới hả vậy? Ừ, hũ vàng. Trời ơi nó dưới kìa, không biết ra nhà thấy không à. Nè, gắn vàng, gắn vàng ở ngay cái hũ. Lên con vàng. Rồi, ngon lành. Không ơi, bên này hang nè. Có ấy không, có chắc nhiều chỗ cho bắt cặp quá. Tiếng kìa đó, đó. Mặt nó tròn tròn. Ôi trời. Cùng chú gắn.
Quay đây coi, quay đây coi. Cái này được à. Rồi con nó một cái đó. Ngon lạnh. Khách hàng. Còn nào nữa không? Tao ơi vậy nè. Mấy kilo. Ăn đầu đàn mà. Ôi, giấc này cũng xế mệt mỏi lắm rồi. Đây, cái thành quả bữa nay là được cái anh này. Quay cái bụng. Trời ơi. Đang săn cũng ra ngoài anh mừng. Anh đưa cái bụng lên nè. Khoái coi cái bụng trắng nó nè. Dở lên á, dở lên. Đứng lên rồi. Cái nó muốn quấn sao. Gắn rồi kìa. Đẻ rồi kìa. Ôi trời. Đưa cái phút kìa. Quá khủng. Cái đào chừng 30 con cái gì không? À, cột rồi. 2,4 kg. Gần 2,5 kg rồi. Xíu nữa. Còn lại 2 kg 2,4 kg 50. Ừ. Còn lại cái coi coi như 2,3 kg đi. Còn là yếu yếu. Bữa nay kêu kêu được con cào thơm. Thơm phức luôn. Nó cào thơm phức anh bò lên lên. Lên chào hàng. Đồ đàn mà nó. Thôi về. Thôi mà thôi.